5 đội bóng, hơn 40 trận đấu nảy lửa quyết liệt tại 4 thành phố lớn. Tất cả gói gọn lại vào trận đấu chung kết. Các cổ động viên cuồng nhiệt của Đà Nẵng Dragons chào đón đội chủ nhà trở về. Đoàn kết và đầy máu lửa, Horace Nguyễn, Stephen Nguyễn và các đồng đội liệu có giúp thầy trò huấn luyện viên Dante Hill hoàn tất câu chuyện cổ tích tại VBA? Huấn luyện viên Mika Turunen và Hồ Chí Minh City Wings chắc chắn đã có những kế hoạch mới cho mình. Liệu đẳng cấp của cặp đôi Ngô Tuấn Trung, Triệu Hoán Bình có đưa đoàn quân áo tím vươn cánh tới chức vô địch? Đón xem trận đấu chung kết giữa Đà Nẵng Dragons, Hồ Chí Minh City Wings vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 11 tại nhà thi đấu quân khu 5 hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. VBA hơn cả một trận đấu.